Chào mừng các bạn đã quay trở lại với số thứ 8 của chuyên mục hỏi đáp One Piece. Nếu các bạn cứ đặt câu hỏi, mình sẽ trả lời theo mức độ hiểu biết của mình. Nếu thiếu thì các bạn hãy bình luận ở phía dưới để chúng ta cùng trao đổi nhé. Câu hỏi đầu tiên của bạn Hoàng Ân. Có một điều vô lý là Bo Hancock lại hóa đá được đá biển. Đá biển cứng ngang kim cương, cho tới hiện nay thì không có một sức mạnh vật lý nào có thể cắt đứt hay phá hủy được đá biển. Hiện tại thì chỉ có mỗi Law là có thể cắt và tách đá biển thông qua năng lực của mình. Trên Pangasat thì chỉ có còng của Law là giả. Còn còng của Ruffy với Smoker là đá biển hàng thật, nên Ruffy cứ la lớn là bị cạn sức lực. Còn trường hợp của Inazuma là do ông ta dùng kéo mở ổ khóa, chứ không phải là cắt đứt như Law. Cây thập thủ của Smoker chỉ gắn đá biển ở phần đầu, nên vẫn bị Bo Hancock đá gãy phần thân được. Đá biển phải tiếp xúc trực tiếp với cơ thể con người, dùng trái ác quỷ mới có tác dụng, trừ khi có dùng năng lực tạo ra vật ngăn cách cơ thể với đá biển. Câu hỏi thứ hai đến từ bạn Khang Ngô 25. Anh ơi cho em hỏi hiện giờ theo anh Haki quan sát của Ruffy có thể nhìn thấy tương lai lâu hơn Katakuri chưa? Trước hết chúng ta sẽ đi nhanh qua khái niệm Haki quan sát là gì nhé. Haki quan sát, sắc màu quan sát là một loại của Haki cho phép người sử dụng cảm nhận được sự hiện diện của những người khác ngay cả khi họ đang ẩn nấp khỏi tầm nhìn hoặc một nơi nào đó quá xa để nhìn thấy bằng mắt thường. Có thể nói rằng Haki quan sát là một loại năng lực vô cùng cần thiết và vô cùng có ích giúp người sử dụng rất nhiều trong lúc chiến đấu. Mình dự đoán là chắc ngang nhau. Vì ở Wano chủ yếu chú trọng vào việc Ruffy luyện tập Haki vũ trang cao cấp và thành thạo cách sử dụng Haki quan sát cao cấp, nên khả năng cả Ruffy và Katakuri không chênh nhau về khả năng nhìn thấy tương lai là mấy. Câu hỏi thứ ba đến từ bạn anh em họ hàng con chim cụt. Anh ơi em có một câu hỏi, nếu Law hoán đổi một người có Haki cấp cao với một người không biết dùng thì có sử dụng được không anh? Theo lý thuyết thì là không bạn nhé, vì Haki cao cấp là một sức mạnh người sử dụng phải tập luyện nhẫn nhuyễn và phát triển sức mạnh đó trong lúc tập luyện Haki. Không thể có trường hợp một người không biết dùng Haki mà lại bất ngờ dùng được trong thân xác một người thành thạo Haki cao cấp cả. Ví dụ như việc trong phần Thriller Bark, xác gớp của Ryoma sở hữu cái bóng của Brook. Mặc dù Ryoma chúng ta biết là người sở hữu Haki vũ trang cao cấp, có khả năng chém giết hẳn một con rồng, nhưng xác gớp của Ryoma lại không thể thi triển Haki vũ trang cao cấp. Nếu sử dụng được thì Zoro đã bị Haki vũ trang cao cấp chém tử vong rồi. Câu hỏi thứ tư đến từ bạn Hi2. Anh ơi cho em hỏi, việc phủ toàn bộ Haki lên toàn bộ cơ thể như Vego trong phần Pangasat thì liệu có phải là mạnh? Em cảm giác nó hơi tốn Haki. Trong trận giao chiến giữa băng Goldie Roger và băng Dâu Trắng thì Rayleigh chỉ dùng Haki vào một ngón tay để chặn đòn tấn công của Marco. Đồng ý là Rayleigh rất mạnh, nhưng nếu dồn Haki vào một điểm như nắm đấm, liệu nó có tăng sát thương lẫn phòng thủ không? Cảm ơn anh rất nhiều, chúc kênh anh đạt 1 triệu sub. Haki vũ trang là một trong 3 loại Haki và cũng là loại được sử dụng nhiều nhất trong thế giới One Piece. Kỹ năng này vốn được sử dụng để giúp người dùng hóa cứng các bộ phận trên cơ thể, làm tăng thể chất, khả năng phòng thủ và cường hóa sức mạnh cho các đòn tấn công vật lý. Bên cạnh đó, nó cũng có thể truyền vào các loại vũ khí để tăng thêm sát thương. Giống như Haki quan sát, loại Haki này có thể được đánh thức bởi bất cứ ai và có thể tập luyện để tăng cường sức mạnh. Mình sẽ trả lời câu hỏi này theo ý kiến cá nhân của mình, chứ không phải là 100% nào đúng nhé. Không có lý thuyết hay tiết lộ sự thật của Oda về việc Haki vũ trang yếu hay mạnh là do độ phủ trên cơ thể. Việc Vego phủ Haki toàn cơ thể là vì sở thích, chứ không phải là phủ Haki càng nhiều thì Haki vũ trang của người đó càng yếu. Haki vũ trang mạnh hay yếu là do sự tập luyện khắc nghiệt của cơ thể, từ đó Haki vũ trang sẽ dần dần mạnh lên. Còn việc Silver Rayleigh sử dụng một ngón tay có Haki vũ trang chặn đòn tấn công của Marco, đó là do Haki của ông mạnh mẽ hơn của Marco rất nhiều. Thế còn bạn, câu trả lời của bạn như thế nào? Hãy bình luận xuống dưới cho mình biết nhé. Câu hỏi thứ 5 của bạn Mobi Hoa. Ad ơi cho em hỏi, tại sao người dùng Haki Bá Vương như Ruffy không dùng nhiều lần trong một trận chiến để dẹp địch cho nhanh mà lại chỉ có dùng một lần rồi đánh chay cho tốn thời gian? Mong anh trả lời với. Những người sở hữu Haki Bá Vương có thể sử dụng tuyệt chiêu ánh nhìn của những bậc đế vương, lấn át và bóp nát tinh thần của những kẻ yếu, khiến họ ngất xỉu. Theo mình nghĩ thì cái gì dùng nhiều cũng sẽ không tốt, cũng như việc hết mana thì sẽ không dùng được chiêu nữa. Vậy nên thì Ruffy hạn chế tối đa việc sử dụng Haki Bá Vương, vì có lẽ nếu dùng nhiều thì sẽ cạn kiệt lượng Haki Bá Vương có trong cơ thể, khả năng cậu sẽ mệt mỏi và cần phải nghỉ ngơi. Nên cậu thường động tay động chân vì lý do là như vậy. Câu hỏi thứ 6 của bạn Hùng Không. Oda đã từng nói cái kết Wano sẽ rất buồn và buồn hơn cái chết của Ace, và ông cũng từng khẳng định là băng Ruffy chỉ có 10 người. Vậy có khi nào trong băng sẽ có người chết và Yamato sẽ gia nhập băng? Mong bạn rep. Mình sẽ trả lời câu hỏi này theo ý kiến cá nhân của mình nhé. Bắt đầu ở chap 1 khi Ruffy ra khơi, Ruffy đã nói rằng cần tìm thêm đồng đội có lẽ 10 người nữa chắc là được rồi. Hàm ý rằng thêm 10 đồng đội nữa thì chắc ổn, còn nếu cần thêm nữa thì chưa biết. Vì vậy theo mình thì ở Wano này, ít nhất Ruffy sẽ nạp thêm một người nữa vào trong băng, hoặc có thể là hai người
tùy vào tác giả muốn hay không. Yamato, Otama và Carrot đang là những ứng cử viên cho vị trí người sẽ gia nhập băng mũ rơm sau cốt truyện Wano. Còn cái việc cái kết Wano rất buồn, theo mình suy nghĩ thì đây sẽ là trận chiến tổng lực giành lại độc lập cho đất nước Wano, nên việc hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Rất nhiều binh sĩ của phe Lê Minh có thể sẽ bị hy sinh. Ngoài ra thì cửu hồng bao cũng sẽ có khả năng chịu dung số phận, vì họ có nói rằng họ đã bị coi là những hồn ma, họ cũng đã có cho mình những ngôi mộ, cho nên việc họ cần làm là dốc toàn bộ sức lực để thực hiện nhiệm vụ cũng như là mong muốn của chúa công Odin. Câu hỏi thứ 7 của bạn cây thích thì một đứa một. Chào anh cho em hỏi nếu chọn một trong hai thì Momonosuke với Yamato, anh nghĩ ai phù hợp với băng vũ rơm? Cảm ơn anh. Theo mình nghĩ nếu phải chọn một trong hai thì Yamato sẽ là người phù hợp với băng vũ rơm, bởi vì sẽ đáp ứng được nguyện vọng và nhu cầu của Yamato là muốn ra khơi giống như Odin. Còn Momonosuke sẽ phải gánh vác trọng trách là ở lại Wano Quốc để làm Shogun, bởi vì giờ đây Momo đã trở thành người trưởng thành. Vậy nên khá chắc cú là Yamato sẽ phù hợp với băng vũ rơm, bởi vì sức mạnh và tâm hồn siêu to khổng lồ. Khả năng đỡ đòn với tấm khiên kính của Yamato cũng phù hợp với việc tanker cho băng hơn là Momonosuke. Nhưng đây chỉ là suy đoán cá nhân của mình và câu trả lời theo ý kiến riêng. Còn các bạn thì sao? Hãy trả lời câu hỏi này bằng cách bình luận xuống phía dưới nhé. Trên đây là số thứ 8 của chuyên mục hỏi đáp One Piece. Các bạn cứ bình luận ở phía dưới, mình sẽ đọc, chọn lọc và trả lời các bạn ở số tiếp theo nhé. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Sheldon nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.